Sau quá trình theo dõi, ngày hôm qua, đội 6 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ xe container mang biển số 71R1039 tại một bãi xe ở huyện Bình Chánh. Trên xe có chứa hàng trăm bộ máy lạnh, bếp từ, tủ lạnh đã qua sử dụng, nằm trong danh mục thiết bị cấm nhập vào Việt Nam. Theo điều tra ban đầu, xe container chở lô hàng lậu trên có xuất phát từ Campuchia, được nhập về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ tân trang lại rồi phân phối ra thị trường tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.